Xin chào các bạn. Các điện thoại iPhone và iPad mà đã cập nhật lên phiên bản iOS 18 ấy, hoặc là iPadOS 18 thì có một cái tính năng mà rất là tiện cho chúng ta luyện speaking, đó là phiên lời nói thành chữ viết ngay ở trong ứng dụng Notes, ứng dụng ghi chú. Trước đây thì chúng ta không có cái này thì chúng ta có thể dùng Voice to Text thông qua Google Doc trên máy tính Windows, máy tính Mac thì mình không rõ nhưng mà chắc là cũng có. Rồi Microsoft Office 365 và chính chiếc điện thoại thì lúc đấy là bọn mình có thể dùng cái công cụ chép chính tả, cái công cụ mà đọc chính tả để mà mình bấm vào hình cái mic này. Thế nhưng mà cái đấy thì mình sẽ gõ vào tất cả mọi nơi và nó không đồng thời lưu lại cái file audio cho mình. Thế còn ở trong Notes này thì bây giờ mình thấy nó rất là hay. Đấy là chúng ta có thể ấn vào cái hình cái ghim giấy nhá và chúng ta chọn record audio. Thế thì khi mà chúng ta chọn record audio tức là nội ở bên trong một cái ghi chú này, nó sẽ ghi âm cái phần nói của mình và nó lưu thành một cái file audio luôn. Đó, sau đó thì đồng thời nó cũng phiên ra là mình đã nói cái gì. Ví dụ nhé, I do think that setting goals is necessary for professional success. Thì tức là nó đang tạo một cái file ghi âm này. Thì sau đó chúng ta muốn nó phiên ra thì chúng ta sẽ ấn vào hình cái dấu ngoặc kép ở góc phía dưới bên tay phải này. Cái nút này chúng ta ấn trước khi ghi âm cũng được, mà sau khi ghi âm cũng được. Đấy, như vừa rồi là mình ghi âm rồi, xong rồi mình mới nhấn vào, nó vẫn phiên được sang chữ cho mình nhé. Thế thì mình sẽ nhìn vào đây và nếu như mà mình có phát âm, mình thấy nó phiên sai gì đấy thì có thể là do mình phát âm sai. Mình sẽ đi kiểm tra lại để mình tập lại. The first reason is that setting goals offers us a strong sense of motivation. This is because we are constantly reminded of what we want to achieve. Therefore, we feel the drive to work harder and to move forward so that we can take steps closer to our targets. Đấy, giả sử như thế, thu âm xong, mình đã tập nói xong, thế xong rồi mình nhấn nút đăng này. Đó. Như vừa rồi, nếu mà mình ấn nút đăng luôn ấy thì tức là mình sẽ chỉ là lưu cái file âm thanh vào trong nốt này thôi để mình nghe lại thôi. Và transcript thì mình phải mở ra mình mới thấy, đúng không? Nhưng nếu mà mình muốn chỉnh sửa cái transcript đấy chẳng hạn thì mình sẽ ấn vào hình ba dấu chấm ở góc phía trên bên phải nhá và mọi người ấn add transcript to notes. Thế xong rồi mình có thể xem lại để mình đánh giá lại là à lúc nãy mình nói như thế nó đã hiệu quả về mặt diễn đạt chưa? Có cái từ vựng gì mà mình muốn thay đổi không thì mình có thể ghi chú vào đây. Hoặc là lúc nãy mình chia động từ sai thì mình ghi chú vào đây. Đó. Và như vậy là chúng ta vừa có cả cái file audio này và chúng ta vừa có cả phần script. Đó. Chúng ta cũng có thể share, đó, chia sẻ cái file audio đấy. Lớp mình thì các bạn thu âm vào xong các bạn sẽ nộp bài. Như thế thì với mỗi đề mà chúng ta luyện, chúng ta tạo một cái nốt, xong tất cả cho chung một cái folder. Thế thì đến lúc mà mình chuẩn bị đi thi đó, thì mình chỉ cần xem lại, lướt lại từng cái nốt này. Mình nghe lại cái phần trả lời của mình ngay ở đây và script nó có sẵn ngay ở đây luôn rồi thì mình thấy là nó rất là tiện, không phải thông qua một cái ví dụ như Google Doc thì chúng ta cũng làm như thế được đúng không, nhưng mà nó sẽ không có lưu cái file audio cho mình, nó chỉ viết cái chữ ra cho mình thôi. Đó, thế các bạn hãy thử cái tính năng này xem và chia sẻ xem là nó có giúp ích cho mình trong cái việc luyện speaking không nhá. Nói chung là thế, hàng ngày thay vì là lướt TikTok đi thì chúng ta sẽ vào chúng ta tự kỷ nói chuyện với cả cái notes ở trên điện thoại của mình đúng không ạ, và nó sẽ giúp mình là ghi lại những cái ý tưởng hay ho chẳng hạn, hoặc là bất cứ lúc nào mình rảnh thì mình ngồi mình luyện một cái bài speaking nào đấy, từ đấy thì cái phản xạ nói của mình nó tăng lên, không cần nhất thiết là phải ngồi xuống bàn học, phải mở sách mở vở ra thì mới luyện nói tiếng Anh được đúng không, luyện nói tiếng Anh ở tất cả mọi lúc mọi nơi luôn.